Ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Sen, 54 tuổi, trú phường Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam, là thuyền trưởng lái chiếc tàu du lịch bị lật chìm ở biển Cửa Đại tháng 2 năm 2022 khiến 17 du khách thiệt mạng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Sen 7 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2022, ông Sen lái tàu Phương Đông 5 chở khách ra đảo Cù Lao Chàm tham quan. Chiều cùng ngày, tàu được Ban Quản lý Bến Thủy Nội địa Cù Lao Chàm kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn nên cấp phép xuất bến về lại Cửa Đại. Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, ông Sen điều khiển tàu xuất bến Cù Lao Chàm, trên tàu có 36 khách và 3 thuyền viên. Khi đến đoạn nằm trong phạm vi luồng cong với bán kính cong 800 m, ông Sen điều khiển tàu quay vòng với tốc độ 20 km/h đến 25 km/h mà không giảm tốc độ đến mức an toàn theo quy định là dưới 9 km/h dẫn đến tàu bị lật úp, chìm gây tai nạn, hậu quả 17 hành khách tử vong. Trong quá trình điều tra, ông Sen đã tác động gia đình nộp số tiền 20 triệu đồng và chủ tàu cũng nộp số tiền 240 triệu đồng bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả xảy ra. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông Sen khóc và mong gia đình các nạn nhân tha thứ. Về trách nhiệm dân sự, tòa cũng buộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du lịch Ngọc Trang bồi thường cho 20 bị hại, gồm 17 nạn nhân chết, 3 người bị thương trong vụ lật tàu.